Trường Trung học Phổ thông Trần Phú là ngôi trường vinh dự được mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, các thế hệ thầy, trò Trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, hạng nhì, nhiều giấy khen, bằng khen, phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú còn là một trong những ngôi trường trung học phổ thông đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được công nhận là trường chuẩn quốc gia, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục của địa phương và đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, trong những năm qua, thầy trò Trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã không ngừng cố gắng, đoàn kết, sáng tạo, vững bước đi lên. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, đội ngũ các thầy cô giáo không ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng, liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, một số thầy cô có bằng thạc sĩ, cao cấp chính trị, nhiều tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể vững mạnh, xuất sắc, nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, nhà trường đã có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Hoạt động nề nếp luôn được giữ vững, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ngoại khóa ngày càng thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo, các em học sinh. Với tinh thần hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, mỗi cán bộ giáo viên có ít nhất một đổi mới về quản lý và phương pháp dạy học có hiệu quả. Trong những năm vừa qua, tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với danh hiệu là trường chuẩn quốc gia, đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ, tổ chức các hoạt động dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, được chi bộ, ban giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm, tạo điều kiện. Đối với Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, học tập, giảng dạy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó nhà trường hết sức chú trọng công tác này. Phong trào tự học và sáng tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá được tập thể lãnh đạo giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có hiệu quả. 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn về đào tạo, có phẩm chất đạo đức, chính trị, có năng lực công tác, nhiệt tình trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Chưa thể hài lòng với những gì đã có, mỗi cán bộ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú luôn ý thức được tầm quan trọng của việc tìm tòi, nghiên cứu, tự trau dồi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tích cực học hỏi đồng nghiệp, học hỏi thông qua sách báo, mạng Internet để làm giàu hơn vốn kiến thức, vốn sống của bản thân, tạo niềm tin cho các thế hệ học trò. Hơn 80% cán bộ giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo và có chứng chỉ về vi tính, tích cực khai thác có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học. Nhiều thầy cô đã thật sự có những bài giảng hay, sinh động và hấp dẫn, phát huy được tính chủ động, tích cực, nâng cao khả năng tiếp thu, thực hành sáng tạo cho học sinh. Có những giờ học đã qua đi, nhưng những ấn tượng của các em về bài giảng của thầy cô sẽ mãi mãi là những dấu ấn không thể phai mờ. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú còn chú trọng việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như các cuộc giao lưu, thi đấu cầu lông, bóng đá, trong cũng như phạm vi ngoài nhà trường, nhằm nâng cao sức khỏe, niềm say mê, hứng khởi, góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Song song với các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ cán bộ giáo viên, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường còn hết sức chú trọng việc trao đổi thông tin, phương pháp học tập giữa giáo viên và học sinh thông qua các hội thảo, diễn đàn đổi mới phương pháp học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, trường Trung học Phổ thông Trần Phú còn là đơn vị tổ chức thành công các hoạt động giáo dục khác như hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, ngoại khóa. Việc thực hiện các hoạt động này được tổ chức, biên soạn một cách cụ thể, có kế hoạch và được tiến hành đều đặn, lồng ghép vào các giờ sinh hoạt lớp trong từng tháng. Giáo viên chủ nhiệm lớp, đoàn trường tham gia tư vấn giúp học sinh định hướng tốt việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Việc lồng ghép tích hợp các hoạt động giáo dục của nhà trường đều hướng tới việc dạy người, dạy kỹ năng sống, dạy nghề bên cạnh việc dạy chữ cho học sinh, hướng các em đến sự phát triển toàn diện về cả đức, trí, thể, mỹ, truyền cho các em niềm tin, sức mạnh của tri thức, trí tuệ, của nhân cách con người. Nhìn lại một chặng đường lịch sử đã đi qua, với tất cả những gì trường ta đã đạt được và còn biết bao khó khăn thử thách đang chờ chúng ta phía trước, nhưng vượt lên trên tất cả, chúng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức mạnh của lòng nhiệt thành, hăng say cống hiến, tập thể cán bộ giáo viên trường Trung học Phổ thông Trần Phú sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của nhà trường, của các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy, đảng, chính quyền, sở giáo dục đào tạo, của nhân dân giao phó, đưa nhà trường tiếp tục phát triển đi lên, vươn tới tầm cao mới, xứng đáng là ngôi trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.